Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay, và tôi là biên tập viên Huyền Anh. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Tuần lễ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 đang diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn, Lào với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Đông Timor và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Những nội dung quan trọng được trao đổi tại các hội nghị cấp cao lần này bao gồm các biện pháp thúc đẩy kết nối và tự cường khu vực, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hướng tới mục tiêu liên kết sâu rộng hơn và chuẩn bị cho tương lai phát triển cao hơn của khối, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên cơ sở hiệu quả, thực chất và cùng có lợi, thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte ngày hôm qua đã cảnh báo rằng Ukraine sắp đối mặt với mùa đông khó khăn chưa từng có kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Theo đó, ông Rutte kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Lực lượng Hải quân Nga và Trung Quốc vừa tiến hành diễn tập chống tàu ngầm ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tham gia của diễn tập, phía Nga có sự tham gia của các tàu chống ngầm lớn là tàu khu trục đô đốc Pantelejev và tàu khu trục đô đốc Chibut thuộc hạm đội Thái Bình Dương, trong khi phía Trung Quốc cũng đề cử các tàu khu trục hộ vệ và tiếp tế cùng tham gia. Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã tiến hành kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 vào 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 tại thủ đô Bình Nhưỡng, thông qua sửa đổi hiến pháp, các chính sách phát triển kinh tế và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Phiên họp cũng thảo luận và phê duyệt luật về công nghiệp nhẹ, kinh tế đối ngoại và giám sát việc thực thi luật kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un không tham gia kỳ họp này. KCNA đưa tin bắt đầu từ hôm nay mùng 9 tháng 10, Triều Tiên cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt với Hàn Quốc và củng cố các khu vực ở phía biên giới của Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên cho biết đây là phản ứng có việc Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận hải quân tại vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, cũng như sự xuất hiện thường xuyên của khí tài hạt nhân chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực. Mexico ngày 8 tháng 10 đã công bố chiến lược an ninh mới trước tình trạng bạo lực băng đảng gia tăng và nhiều chính trị gia bị sát hại. Kế hoạch này thiết lập cơ quan chuyên trách về tình báo để tăng cường phối hợp với các bộ phận tương ứng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng năng lực thực thi pháp luật của vệ binh quốc gia, năng lực trấn áp tội phạm của lực lượng cảnh sát và mở rộng phạm vi điều tra của cơ quan công tố. Hạ viện Argentina ngày hôm qua đã bắt đầu thảo luận để thông qua dự luật ngân sách năm 2025 do Tổng thống Javier Milei đề xuất, trong đó kiên quyết theo đuổi loại bỏ gánh nặng nợ công. Theo đó, Argentina dự kiến sẽ cắt giảm 60 tỷ đô la Mỹ ngân sách dành cho các địa phương nhằm giảm chi tiêu công xuống mức tương đương là 25% GDP vào năm sau và hướng đến mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách về mức 0% vào cuối năm 2025. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Israel đã phóng ít nhất 3 tên lửa vào trung tâm thủ đô Damas, nơi đặt các cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều quốc gia. Các cuộc không kích ở Syria diễn ra trong lúc căng thẳng tiếp tục lan rộng và leo thang tại nhiều khu vực, bao gồm giải Gaza, Liban và Yemen. Theo hãng thông tấn Sana của Syria, máy bay chiến đấu Israel xuất kích từ khu vực cao nguyên Golan đã bắn ít nhất 3 quả tên lửa vào một tòa nhà ở quận Mezer thuộc thủ đô Damas. Sana khẳng định mục tiêu bị tấn công là tòa nhà thương mại có cư dân sinh sống. Ngoài số thương vong đã được xác định gồm 7 người thiệt mạng, gồm cả phụ nữ và trẻ em và hơn 10 người bị thương, nhiều khả năng còn có người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Quân đội Israel hiện chưa đưa ra bình luận về vụ không kích trên.
Tuy nhiên, Israel nhiều lần tấn công các mục tiêu có liên quan đến Iran và Hezbollah trên lãnh thổ Syria. Khu vực bị tấn công là nơi đặt cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, bao gồm Đại sứ quán Iran cùng trụ sở các cơ quan an ninh của Syria. Đại sứ quán Iran sau đó thông báo không có công dân Iran nào thiệt mạng trong vụ tấn công. New York Times dẫn lời hai quan chức Israel tiết lộ, cuộc không kích mới nhất nhắm mục tiêu vào một quan chức cấp cao của nhóm Hezbollah, người mà Israel cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu vũ khí. Đợt tấn công mới nhất diễn ra sau khi Iran triển khai hơn 200 tên lửa đạn đạo tập kích vào các mục tiêu quân sự của Israel để trả đũa các vụ tấn công trước đó của Tel Aviv, bao gồm vụ tập kích làm thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng ở thủ đô Tehran của Iran. Cùng ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi nói rằng nước này không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản và lực lượng vũ trang của chúng tôi đã được chuẩn bị đầy đủ. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Cụ thể, Quốc hội Iran đang soạn thảo hiệp ước kháng chiến nhằm tăng cường an ninh khu vực và chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Israel. Hiệp ước quy định tất cả các quốc gia ký kết sẽ phải cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị, trong trường hợp bất kỳ nước thành viên nào bị Israel hoặc các đồng minh tấn công. Chính phủ Iran đồng thời đưa ra lời cảnh báo tới các quốc gia vùng vịnh rằng nếu cho phép Israel sử dụng không phận để chống lại Iran, Tehran sẽ coi đây là hành động thù địch và sẽ đáp trả tương ứng. Hồi tháng 4 năm 2024, Israel từng bị cáo buộc tấn công khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Damas, khiến 3 chỉ huy cấp cao và 4 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC Iran thiệt mạng. Iran sau đó cũng đã tập kích Israel để trả đũa, nhưng không gây thiệt hại lớn. Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban lần đầu tiên có động thái nhượng bộ sau khi gánh chịu nhiều tổn thất từ các cuộc tấn công trên không và trên bộ của quân đội Israel. Phó thủ lĩnh Hezbollah hôm 8 tháng 10 tuyên bố ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn với Israel mà không đặt điều kiện phải chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza. Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm một năm ngày lực lượng Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột với Israel, Phó thư ký Hezbollah Naim Qassem cho biết ông ủng hộ các nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri dẫn đầu để đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban. Ông Nabi Berri, lãnh đạo đảng Aman của người CIA liên minh với Hezbollah, là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán ngừng bắn do các quốc gia phương Tây làm trung gian. Khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác. Lần này, ông Qassem không đề cập đến lệnh ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban như trước đây. Đây là bài phát biểu thứ hai của ông Qassem kể từ khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào cuối tháng trước. Kể từ đó, Israel đã tiến hành cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế vào miền nam Liban nhằm vào Hezbollah. Lực lượng vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào miền bắc Israel. Về phía Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đã phá hủy khả năng chiến đấu của Hezbollah, tiêu diệt hàng nghìn thành viên Hezbollah, bao gồm cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah và người kế nhiệm ông là ông Hashem Safi Eddin. Trong thông điệp, ông Netanyahu đã trực tiếp gửi lời tới người dân Liban, kêu gọi họ đứng lên chống lại Hezbollah và lấy lại đất nước, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh theo kiểu Gaza nếu họ không làm vậy. Người dân Liban có cơ hội cứu đất nước trước khi rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài, đem lại sự tàn phá và đau khổ tương tự như những gì chúng ta thấy ở Gaza. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhận định Hashem Safi Eddin, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Theo ông Gallant, Hezbollah không còn người đưa ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm này đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở dải Gaza. Hezbollah không còn đầu não sau cái chết của Nasrallah. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ dàn chỉ huy cấp cao đã bị xóa sổ. Hezbollah bắt đầu cuộc chiến vào Israel vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái. Để thể hiện sự đoàn kết với Hamas, lực lượng đã phát động một cuộc tấn công vào Israel từ Gaza một ngày trước đó. Hezbollah từng nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas ở Gaza.
Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh rằng Hezbollah phải tách xung đột với Israel khỏi cuộc chiến đang diễn ra với Hamas. Quân đội Israel ngày 8 tháng 10 tiếp tục các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra nhiều thương vong. Các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định hệ thống y tế của Liban vốn đã suy yếu sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế đang bên bờ vực sụp đổ từ giữa tháng 9 năm 2024. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tình trạng leo thang bạo lực kể từ ngày 23 tháng 9 đã buộc ít nhất 37 trung tâm y tế của Liban phải đóng cửa, hàng chục nhân viên y tế đã thiệt mạng. Các cơ quan cứu trợ ở Liban cũng lo ngại về phúc lợi của khoảng 1,2 triệu người đã phải di rời do các cuộc tấn công của Israel ở khu vực phía nam như thung lũng Beka, vùng ngoại ô phía nam Beirut và vùng Baalbek. Tôi vô cùng lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Liban. Kể từ tháng 10 năm ngoái, gần 12.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương và hơn 540.000 người phải sơ tán trong nước. Các nhân viên y tế đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc khẩn cấp ngày càng tăng trong một hệ thống suy yếu. Bà Tania Baban, Giám đốc Quốc gia tại Liban của tổ chức từ thiện Med Global có trụ sở tại Hoa Kỳ, đánh giá hệ thống chăm sóc sức khỏe của Liban hiện đang trong tình trạng rất khó khăn. Theo bà Baban, nếu có thêm nhiều bệnh viện ngừng hoạt động, ngành y tế của nước này sẽ không thể đáp ứng nhu cầu do số người bị thương ngày càng tăng. Trong khi đó, chương trình lương thực thế giới WFP cảnh báo các biện pháp chiến tranh mà Israel đã sử dụng gây thương vong lớn cho dân thường và tàn phá ở Gaza hiện đang được triển khai ở Liban, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để tránh vòng xoáy chết chóc này tái diễn. WFP cũng bày tỏ quan ngại về nguồn cung lương thực cũng như nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Liban trong bối cảnh xung đột đã phá hủy những chuỗi cung ứng thực phẩm quan trọng và khoảng 1,2 triệu người dân này phải sơ tán lánh nạn. Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao, Ngoại trưởng Anh David Lammy sẽ thăm Bahrain và Jordani vào tuần này nhằm kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực và bày tỏ những lo ngại của London về nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm. Ngoại trưởng Lammy cho rằng các quốc gia không được do dự vào giai đoạn quan trọng hiện nay nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza và Liban, tạo điều kiện hàng viện trợ vào Gaza, cũng như việc trả tự do cho các con tin. Ngoại trưởng Ai Cập cũng có cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Hoa Kỳ và Pháp để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang ở dải Gaza và Liban. Các bên nhất trí rằng tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những nỗ lực chung, kêu gọi các bên kiềm chế để tránh một cuộc xung đột toàn diện, ủng hộ việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, đảm bảo việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới được xác lập năm 1967. Thưa quý khán giả và các đồng chí, các du khách khi đến tham quan tại Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc có thể tận hưởng những bữa ăn nóng hổi, ngon lành ngay tại địa điểm du lịch này thông qua dịch vụ giao hàng bằng drone đặc biệt của tập đoàn Meituan. Và tin tức này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Với chiều dài 21.196 km, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, một trong 8 kỳ quan thế giới và là địa điểm du lịch lý tưởng của các tín đồ du lịch trên khắp thế giới. Giờ đây, du khách tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã có thể thưởng thức các món ăn ngon lành, nóng hổi được đưa về từ bầu trời. Dịch vụ giao hàng nhanh bằng drone được công ty Meituan xây dựng và lắp đặt tại phía nam tòa thành, cung cấp những dịch vụ thiết yếu như giao đồ ăn, nhu yếu phẩm và cả vật tư y tế nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn của các du khách tại kỳ quan lịch sử này. Vì lượng khách du lịch kỳ nghỉ lễ quốc gia tăng cao, chúng tôi và nhóm du lịch văn hóa địa phương